Sáng nay, lễ kỷ niệm 15 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Nam đã diễn ra trọng thể tại thành phố Tam Kỳ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và phát biểu. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và các địa phương lân cận, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng cùng đông đảo quần chúng nhân dân. Trước khi dự lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các bộ ban ngành và địa phương đã đến đặt vòng hoa thắp hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài nghĩa trang liệt sĩ thành phố Tam Kỳ. Năm 1997, sự kiện tái lập tỉnh Quảng Nam là một bước ngoặt mở ra một giai đoạn phát triển mới, cùng với đó là những khó khăn thách thức đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam. Vốn là tỉnh nghèo nhất nước, chịu đựng thiên tai thường xuyên, đối tượng chính sách nhiều. Tuy nhiên, cho đến nay có thể nói, Quảng Nam đã có những bước phát triển đầy ấn tượng. Thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 10 lần so với ngày đầu tái lập. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20 lần. Thu ngân sách tăng gấp 27 lần. Quảng Nam còn là một trung tâm du lịch của cả nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương những thành tích của tỉnh Quảng Nam, một mảnh đất có bề dày văn hóa, nhân dân cần cù. Có được ngày hôm nay, bên cạnh sự giúp đỡ của Trung ương, Quảng Nam đã thực sự vươn lên bằng chính sức của mình. Một việc cần làm ngay, có ý nghĩa quyết định, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đó là công tác xây dựng Đảng, tập trung cao độ cho việc đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng đạo đức. Mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là các đồng chí trong thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ tỉnh, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, các ban đảng trực thuộc tỉnh ủy phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò nêu gương về đạo đức lối sống, nói đi đôi với làm. Người có chức vụ càng cao, yêu cầu nêu gương phải càng cao. Phát huy dân chủ thực sự trong đảng, đồng thời tổ chức để nhân dân góp ý kiến xây dựng đảng thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Trong bước phát triển tiếp theo, khó khăn sẽ không giống như khi tái lập, mà đó là những khó khăn của việc đảm bảo phát triển bền vững. Chủ tịch nước lưu ý, Quảng Nam không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, mà phải có lựa chọn. Đặc biệt, trong phát triển công nghiệp, cần chú trọng phát triển chiều sâu. Trong xây dựng nông thôn mới, phải có cơ chế để người dân phát huy tính chủ động, thực hiện quyền làm chủ của mình. Bên cạnh đó, Quảng Nam cần làm tốt chính sách đối với người có công. Chủ tịch nước chúc Quảng Nam sẽ trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.